quay trở lại với cái mảng xe của hàng Lisport. Thì hôm nay cửa hàng của em xin giới thiệu đến cho các anh chị một dòng xe đang cực kỳ hot hiện nay, đó là dòng Mazda Black. Xe này là đang có đăng ký là đời 2019 nha các anh chị. Xe được đăng ký đời 2019, màu đen nhám, đẹp luôn. Đây em sẽ quay một vòng cho các anh chị xem nha. Biển số là 59M242657. Xe còn cực kỳ mới luôn nha. Nếu mà các anh chị nào mà đang tìm kiếm dòng AB này mà kiếm xe keng, xe đẹp thì hãy tìm tới ngay cửa hàng của em nha. Cửa hàng của em là 879 Nguyễn Bích. Đây, em mới nhập về. Xe mới chạy 54 cây thôi. 54 cây nữa các anh chị, cũng không hồn nha. 54 cây. Xe là những cái dàn này là đang được dán keo hết nha các anh chị, đang được dán keo hết. Đây là nước sơn đang nhám, nước sơn zin nha các anh chị. Rồi, ống tán chứa tán sâu chưa mở nha các anh chị ơi. Xe này là ống tán chứa tán sâu chưa mở luôn nha. Đó, dĩa thì còn rất là mới, không có bị sâu, còn dĩa nó không có sâu nè, còn rất là mới, còn không có bị đen nữa chị. Xe quay tán trước chưa mở, nước sơn zin, không chấm sơn nè các anh chị. Sơn zin, cái cốt bên này cũng chưa có dấu mở luôn. Đây những điểm em sẽ quay cho anh chị xem để mình biết được cái xe nó có keng hay không. Đây thì móc là còn đằng sau này. Còn rất là đẹp luôn. Nhìn thấy không, cái xe lè nó còn sáng tới màu đó. Xe cầm đó cái ngàn cây, năm ngàn cây luôn nha. Lốc bò là không có bị chày, nó có bị xe là còn rất là mới, cũ thì rất là cũ, không có bị chày gì hết. Đây, em sẽ quay vô mượn tiền để cho các chị thấy được xe này nó có khen hay không, có chỉnh không bộ hay không nè. Không, đó là cái chấm xung gì nữa, nó không còn hết cho các chị. Đó, cái máy cực kỳ em luôn. Đây, anh sẽ chỉ nghe máy nè. Đó, cái máy còn em thêm, không có bị hú mà bị sao gì hết. Cuộc lập một chiếc xe các chị. Đây, rất là đẹp. Xe này chủ thì rất là kỹ nha. Rồi, thì chiếc AB này bên em đang có giá bán là 40 triệu. Xe rất là đẹp, còn rất là mới. Bên em bán với giá là 40 triệu và hỗ trợ sang tên toàn quốc cho mình nha. Anh các anh chị nào muốn sang tên quận huyện nào cũng được, hoặc là quốc tịch gốc cũng được. Bên em sẽ hỗ trợ tất cả cho mình nha. Xe AB đời đăng ký đời 2019 đang nhám. Không đăng ký tán sâu chưa mở. Rất là mới, với giá 40 triệu thôi. Các anh chị nào đang tìm kiếm những chiếc xe keng, xe đẹp thì hãy tới với cửa hàng của em nha. Cửa hàng của em có địa chỉ là 829 Nguyễn Văn Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Rồi, tới đây thì em xin tạm biệt các anh chị nha, và hẹn các anh chị trong những video sắp tới. Em sẽ lên là nhiều xe đẹp để cho mình có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Tạm biệt các anh chị.